Chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu thứ hai của game thủ Hồng Anh trước game thủ Sen Long. Đây dừng dài rồi, trận thi đấu này có lẽ là đánh ở nhà thôi. Xanh mượt, dừng già. Bãi quả đầu tiên 6 cây, bằng phẳng. Dí sát vào, chết ai mà phải đi. Đóng dịch ra tí nữa. Không, như vậy không phải là rừng già. Những cây gỗ gần mọc ở gần nhà của cái thủ ông anh thôi. Đây rồi, thông đầu tiên. Đấy, quả phụ đây thôi. Đây rồi, đây rồi. Đang vào cầu. Hiện tại thì Hồng Anh vẫn đang vào cầu. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được game thủ Tiểu Thủy Ngư đang thể hiện bộ mặt là quá khủng khiếp. Ở nội dung Sen Thuần Tiến. Và lát nữa thì Hồng Anh sẽ gặp lại Tiểu Thủy Ngư. Nhưng ở nội dung khác, nội dung Sen tự do, không chọc giò. Rất nhiều các bạn khán giả đang động viên game thủ Hồng Anh không hút thuốc nữa. Chị Mạnh ơi. Nhớ tay. Và con đấy chắc là ốm. Một hit lăn là chết luôn. Lùa hiệu kiểu gì đấy em? Có vẻ như vẫn đang hơi nhắn đến từ game thủ Hồng Anh. Những con hiệu là chưa đẹp như thường lệ mà chúng ta vẫn nhìn thấy khi mà game thủ Hồng Anh đá hiệu. Sen Long không hề đơn giản đâu nha. Đấy là trận thi đấu đầu tiên là Sen Long gặp phải một bài có lẽ là hơi khó để lên đời với số lượng dân ít. Và Hồng Anh là một bài may mắn khi mà dân Nga trúng hướng thôi. Đừng chủ quan. Có lẽ là một bài hiệu 4 nữa dành cho game thủ Hồng Anh. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của GameTV.vn trên hai kênh sóng, một kênh sóng GameTV.vn và một kênh sóng GameTV.co. Buổi tường thuật trực tiếp được tài trợ bởi nhãn hàng Newman, nhãn hàng Golden Field và website bóng đá phạt. Vâng, hiện tại thì chúng tôi cũng đang phát ở trên kênh Mobile TV. Ngay từ bây giờ thì các bạn cũng có thể thỏa thích xem tất cả các trận đấu AOE đỉnh cao. Ví dụ như trận đấu mà các bạn đang theo dõi trên di động với gói cước xem AOE Tetga 3G của MobiTV, áp dụng với các thuê bao của Viettel. Để đăng ký thì các bạn có thể soạn DK Game và gửi tới 1331. Giá cước sẽ là 2.000 đồng trên một ngày. Hoặc nếu đăng ký theo tuần thì các bạn khán giả chỉ mất 7.000 đồng trên một tuần.
Một số thông tin bên lề ở phía bên ngoài nữa thì giải đấu AOE Liên Tỉnh khu vực Yên Bái cũng đã chính thức khai mở đăng ký từ ngày 19 tháng 9 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2016. Các cầu thủ đang sinh sống và làm việc tại khu vực Yên Bái hãy truy cập vào website aoeliantinh.vtv.vn để đăng ký tham gia. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với Hồng Anh. Xe Long chỉ 8% ở trong trận thi đấu này. Rất ít, 8%. Và Xe Long là người lên đời sớm hơn so với cầu thủ Hồng Anh. Hồng Anh vốn dĩ rất mạnh ở trong những kèo R tham lai khoảng dưới 80 với khả năng điều R có thể nói là nhọn hoắt của mình. Cầu thủ Hồng Anh không ngại bất kể một cầu thủ nào, nhưng khi mà tham lai bắt đầu vượt quá con số 80 thì cầu thủ Hồng Anh thường xuất hiện ở trong lối chơi những sự choạch choạc cả về việc quản lý dân và cả về việc quản lý cung R. Hồng Anh thường xuất hiện những pha điều R chấp dốc và đó là những sơ hở mà những đối thủ của cầu thủ Hồng Anh thường hay tận dụng và đó là những thời điểm quan trọng của trận đấu. Ở thời điểm gần đây thì cầu thủ Hồng Anh đã bắt đầu cải thiện hơn nhiều lối chơi của mình, nhưng một cái gì đó gọi là ngấm vào máu, một khả năng chủ quan đã ngấm vào máu. Đây là một trận thi đấu mà tựa giống như kiểu trận thi đấu trước khi Hồng Anh đóng vai trò làm Xe Long, còn Xe Long đóng vai trò là Hồng Anh. Nhưng quan trọng là Xe Long có dâng hay không thôi. Tôi nghĩ không phải là bài dâng đến từ cái thủ Xe Long. Điểm số của Xe Long vẫn đang cao hơn so với cái thủ Hồng Anh, nhưng đây là điểm số đi dò. Và điểm số lên đời. Hồng Anh chỉ có thể 4A bài này mà không thể hơn. Ép đánh 5A bài này sẽ là rất khó. Hồng Anh đang ra dân và ra ruộng rất đều. Tân cung R đầu tiên đến từ cầu thủ Xen Long vẫn chưa xuất hiện ở nhà cầu thủ Hồng Anh. Điểm số dò đến từ cầu thủ Xen Long vẫn chưa tăng, chỉ là 12%. Chứng tỏ Xen Long chưa đẩy quân. 17, bắt đầu đẩy quân. Tân thứ hai đến từ cầu thủ Hồng Anh vẫn đều. Đây rồi, Xen Long tới luôn. Bẻ đường đi quân ngay lập tức khi bắt đầu có bóng cung R của cầu thủ Hồng Anh. Hồng Anh vẫn đang đứng thủ toàn tập. Bài cầu thủ Hồng Anh là khá nhiều rừng, nhưng Hồng Anh cơ cấu tương đối rộng. 45/64. Đã có bóng ở trong góc 9 giờ. Và đó nghi ngờ là một tân cung R đến từ cầu thủ Xen Long. Hiện tại thì gỗ của cầu thủ Hồng Anh đang là tương đối nhiều. Đây rồi, Xen Long đã bắt đầu tới. Ba cung R, chỉ số kinh sẽ là 1-0 và sẽ là 2-0. Xen Long ôm ba.
té luôn. Pha nhả đạn đến từ cung R của game thủ Sen Long là rất chính xác. Sen Long vẫn đang điều R, nhưng tôi thấy nhìn thấy Sen Long điều R có cái gì đó gà gà hơn so với game thủ Tiểu Thủy Ngư. Khả năng đi quân đến từ game thủ Tiểu Thủy Ngư là sát thủ hơn nhiều so với Sen Long. Hồng Anh đã kích được chặt gỗ 2 và sẽ tăng BA những thời điểm tới sớm thôi. Có cung R đứng trên dốc của game thủ Sen Long, nhưng bây giờ thì Sen Long đi một tuần quân giật mình vào đúng bãi gỗ chính của game thủ Hồng Anh. Và lượng cung R đến từ game thủ Sen Long đang là khá nhiều. Thoát ẩn và thoát hiện đến từ Sen Long, bắt được không? Sen Long có một tuần mới ngay ở phía sau để ứng viện. Vẫn đang là 61-92 dành cho Hồng Anh. Và dường như Sen Long còn là người có chặt gỗ 2 sớm hơn cả cái thủ Hồng Anh. Hiện tại thì Hồng Anh vẫn đang dàn quân để dự đoán được đi quân đến từ cái thủ Sen Long. Số nhà BA đến từ cái thủ Hồng Anh vẫn đang là 4 chứ chưa phải là 5 như đúng tiến độ. Bây giờ thì Sen Long bắt đầu trèo rất đông. Bất thình lình giật mình, Sen Long trèo lên phía bên trên cực kỳ đông cung R đến từ cái thủ Sen Long. Toàn bộ cung R của thủ Sen Long bây giờ đã là ở trên dốc, không còn con nào đứng ở phía bên dưới nữa. Sen Long đây trồ luôn. Chúng dứt điểm điều R tới một số bên này. Hồng Anh có lợi thế hai con dân đứng ở trước mặt của cung R đến từ cầu thủ Sen Long, và khả năng Hồng Anh sẽ đỡ được nhà tên này. Sen Long đã bắt đầu phải rút, tăng tiếp của nhà BA tiếp theo nữa đến từ cầu thủ Hồng Anh. Có chết cũng phải câu máu được con cung R của cầu thủ Hồng Anh, không hề đơn giản. Đó là một tình huống mà cầu thủ Sen Long đã cho thấy được sự khó chịu. Sen Long chắc chắn vẫn chưa nguôi ý định ốp lại nhà cầu thủ Hồng Anh, nhưng trước khi ốp sẽ là một tên bóng máy tiếp theo. Hồng Anh nên để ý 70 đó là thảm lái của này đến từ cầu thủ Hồng Anh. Có một tên quân kia đụng hàng đông đấy. Một tên vây bắt của cầu thủ Hồng Anh. Sen Long đục vào dãy hàng BE phía bên dưới. Đen BB đi tắt vào phía bên trong thủ nhà. Hồng Anh đi khá nhiều quân ở phía bên trong, nhưng Sen Long bắt đầu quay trở ra. Không nhiều quân đứng ở phía bên trong. Lại tiếp tục mặt nhà BA, Sen Long đang công cực giát. Nhưng Hồng Anh đã có một tên quân. Nếu đi được tên này một cách chuẩn xác thì cái thủ Hồng Anh sẽ là người có lợi thế. Sen Long đang chủ động chuẩn bị cắn dân. Cẩn thận bắt quân tên này. Hồng Anh đã vào được phía bên trong, đột nhập vào phía bên trong. Đây chỗ tuần này trước khi ăn dần. Thắng lại 80 dành cho game thủ Hồng Anh. Emmy thì tiếp tục cắn dần tuần này. Hồng Anh đang đánh khá huyền truyền. Đi ra thôi em, ra tất tay tuần này thôi. Lượng quân ở trong tình huống vừa rồi hai bên mất gần như là ngang nhau. 74 dành cho cái thủ Hồng Anh, và Sen Long bây giờ chắc cũng chỉ tầm 80 là hết, không thể hơn. Sen Long đang công rất gắt Hồng Anh, nhưng hiện tại Hồng Anh vẫn đang đứng vững với một bài 4A ngay từ đầu, ra dân đều. Hồng Anh tập trung đi quân ở mặt phía bên này, góc từ hướng 3 giờ xuống đến 6 giờ. Nghiên cứu Sen Long có tên quân nào đi móc ở mặt phía bên này hay không, nhưng tạm thời thì là chưa.
sẽ là bên và một dãy hàng BE mới ở phía bên ngoài nữa. Tham lai 81. Bãi gỗ chẳng không, đây là quân của cái thủ Sen Long chứ không phải là bãi gỗ. Sen Long vẫn đang còn khá nhiều gỗ ở trong góc 9 giờ. Một cái khung 9 giờ, khung rất rộng của cái thủ Sen Long. Đục ở mặt phía bên này là tương đối nguy hiểm khi mà mặt ở phía bên này có dốc của Sen Long. Chia ra làm hai hướng. Vẫn là như vậy. Vẫn cái kiểu tham lai ngoài 80 thì cái thủ của anh bắt đầu đấu chấp dốc của đấu quần. Đây là một tơn chí mạng. Nếu cái thủ của anh vào tốt tơn này thì cái thủ Sen Long sẽ là người rất thiệt. Một tơn đi quân rất ảo của cái thủ của anh. Tập trung ăn dân tơn này. Không, Sen Long vẫn có rất nhiều cùng giờ. Đứng ngay ở vị trí phía bên trên và có thể thủ. Ông anh đang ăn được rất nhiều dân. Sen Long đang cực kỳ mất tay. Mất tay và mất lực và hồi thủ của anh vẫn tẩu thoát được. Tơn này lại tiếp tục vào dụng chính. Và đây là cung đời Assyrian. Càng đánh chiều hướng càng có lợi dành cho cái thủ của anh. Sen Long đang hơi chóng mặt. Lùi về em ơi, lùi về. Tơn này em nên lùi về đua phát triển. Móc được tơn nào thì móc thôi, còn không thì lùi về đua phát triển với Sen Long. Tầm này ít nhất là em đang có lợi. Đúng rồi, đua tay to phát triển và tăng BA. Đó là liệu pháp hợp lý ở thời điểm hiện tại. Không nên vội vàng, đánh chắc chắn. Sen Long nó bắt đầu móc ở phía bên trên. Và chỗ đấy là chỗ bị Kene. Vậy đến từ cái thủ của anh. Chưa chính xác. Hơi đáng tiếc có khe hở trong tình huống vừa rồi. Nếu không thì Sen Long sẽ người mất rất nhiều quân. Bây giờ Sen Long muốn trèo dốc. Không bao giờ trèo được con dốc này. Đảm bảo là như vậy. Ngựa quen đường cũ đến từ cái thủ Sen Long. Muốn trèo dốc nhưng không bao giờ. Hồng Anh với 8 nhà BA thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể trụ vững. Kìa, bãi gỗ. Sen Long cũng rất nhàm hiểm. Một tơn rất ảo đến từ cái thủ Sen Long. Và bây giờ thì Hồng Anh phải đưa quân về một lượng quân vừa phải, vừa đủ để có thể bắt. Lực của cái thủ của anh sẽ bắt đầu yếu đi một chút sau tuần này. Sen Long lại trèo à. Một tuần đi lỗi đến từ cái thủ Sen Long. Hồng Anh chắc chắn vẫn đỡ được tuần này. Và tuần này là tuần của cái thủ của anh thiệt hại ít hơn so với tuần trước đó của cái thủ Sen Long. Hơn 1 lít ở tham lai thời điểm hiện tại. Sen Long đã bắt đầu cắn được khá nhiều dân đến từ cái thủ của anh. Nhưng lượng quân của cái thủ Sen Long nằm xuống là quá nhiều. Tiếp tục bãi gỗ. Bó chặt nhà vào đi em. Để tay cơ cấu và sóc quân. Sau đó thì ốp ngược trở lại được. Từ từ đấy đi kiểu đấy. Từ từ đấy thẳng mặt nhà BA của nó. Bắt đầu đặt đạo và cái thủ của anh quyết định thẳng mặt nhà BA luôn. Gặp. Quân đứng ở nhà BA của cái thủ Sen Long là cực ít. Và đây là một tên mà cái thủ Sen Long muốn đổi nhà. Chúng ta hãy cùng chờ xem Sen Long có đổi được với Hồng Anh hay không. Cực kỳ đông quân của cái thủ Hồng Anh đang dồn đến nhà BA của cái thủ Sen Long. Tên này chắc chắn cái thủ Sen Long sẽ mất nhà BA. Nhưng ruộng chính đến từ cái thủ Hồng Anh đang bị công. Và cả bãi gỗ ở phía bên này cũng vậy. Rất căng thẳng. Chết rất nhiều dân. Sen Long cũng bỏ nhà. Và Hồng Anh cũng vậy. Sen Long sẽ là một mạch lên 12 giờ và một mạch xuống 6 giờ. Ui, dân của Sen Long. Và đến 30 nông dân đang ở trong góc 9 giờ. Rất đông dân của cái thủ Sen Long. Quân của cái thủ Sen Long cũng là khá đông.
Xe Long đã không có tay để có thể điều với số dân hiện tại của mình nữa. Quá nhiều. Còn ông Anh bên này tận dụng sức trẻ của mình, cái thủ ông Anh vẫn đang làm được điều mà cái thủ Xe Long chưa làm được. Tham lai của cái thủ ông Anh đang là 91. Không biết Xe Long bây giờ tầm này có đủ 80 không không. Ui đông lắm. Quân nó kéo về nhà BA cực kỳ đông. Cẩn thận bị bắt tờ này đấy, là tham lai lại bị đè ngược trở lại đấy. Tám mươi bảy trên 148, Hồng Anh vẫn xong được quần, thậm chí đều là đằng khác. Chỉ cần Hồng Anh ổn lại đội dụng chính thôi là mọi thứ kết thúc của dòng trận thi đấu này. Phong cách anh đến từ cái thủ của anh đã bắt đầu có được sự chín chắn, sự ổn định. Dần bãi quả em kia chạy đấy đã. Chỉnh dân dụng chính của mình cũng được, có tay chỉnh dân dụng chính. Xe Long lại bắt đầu lao vào, nhưng chừng này cũng rờ của cái thủ Xe Long không khác cái biếu cho cái thủ của anh. Tăng chỉ số kill và tăng điểm số cho cái thủ của anh. Chừng này là thừa ốp được, nhưng quan trọng là nên chỉnh đấy, đấy, chỉnh được dân dụng chính cái đã. Sau đấy em ốp được. And rồi như vậy là đủ. Rất nhiều đồng dân Xe Long ở phía bên dưới này đang ăn bãi gỗ cực kỳ đông. Dốc cao quá em ơi, từ đừng đi mặt đấy, đừng ôm mặt đấy, đừng. Không. Đừng hòng tôi ôm mặt đấy, không bao giờ tôi ôm mặt đấy. Có một con cung đờ sát mép và đồ nó đang móc ruộng ấy, đấy. Đua thể lực lên tầm này nó yếu hơn mình nhiều. Chúng ta cũng chờ xem tên này có bắt được hay không. Có E đấy, có E đấy, có khít nữa. Đúng rồi, chính xác đến từ cái thủ của anh. Nhưng bãi ruộng, bãi gỗ phía dưới này mời, gỗ phía dưới này nữa, gỗ. Hay lắm, quân của cái thủ Xe Long nó mất đi quá nhiều sau tên vừa rồi. 89 vẫn là tầm này, cái này đến từ cái thủ của anh. Nó lại móc vào khu vực của mình ạ. Đánh theo kiểu này là cần lại tham đấy. Đúng không? Trời. Tham lại 82 dành cho ông Anh. Và đây là một tên chơi thẳng mặt nhà BA. Chắc chắn sẽ lấy được nhà BA. Và có một tên vào phía bên trong để ăn thật ruộng. Xe Long đúng là ổn định lại bãi dụng chính. Nhưng so với lực với cái thủ của anh thì Xe Long không bao giờ có cửa. Mất rất nhiều quân và dân. Bãi đầu chính đến từ cái thủ của anh cũng đang bị cày, thậm chí cày sâu hơn khác. Nó lại tụt xuống còn 66. Đang cò. Ông Anh đang có đông quân hơn so với Xe Long. Lai cũng chỉ ở ngưỡng 55. Xe Long là một người rất kinh nghiệm trong việc quản bản đồ. Trong quá khứ thì chim sẻ nắng đã từng chạm trán với Xe Long rất nhiều và đã có hàng nghìn trận thi đấu đổi nhà với cái thủ Xe Long. Và tỷ lệ thành công của Xe Long bao giờ cũng cao hơn so với chim sẻ. Một tên rất đông quần đến từ cái thủ Xe Long. Không cẩn thận tên này sẽ bị bắt. Lòng dàn quân ra là cực kỳ đẹp mắt. Lại tụt xuống còn 37 và 33. Xe Long đổi nhà thực sự là bá đạo. Xe Long đổi nhà đúng là quá bá đạo.
Yes. Tỷ số được cân bằng một đều. Thank you.